like. Phá game mới luôn, tao đang tính đặt cái chỗ còn lại. Nó bắn vô cũng đéo biết làm gì luôn. Đó, giờ đi mẹ nó cứ sao sao á. Coi chừng trên đầu nha. Ai cầm bom vậy, ai cầm bom vậy Hiếu? Nhiệm vụ không Hiếu? Có thằng ở trong đó, có thằng trong đó, có thằng còn. Thằng này nó bắn nãy vậy ta? Sao nãy giờ sao bê toàn chết không vậy? Em cũng không hiểu tại sao. Không một năm dán nào cũng chết. Chết đủ năm trận. Nè, có thằng ở đây nè. Có thằng ở đây nữa nè. Không hiểu tại sao mà ở đây có thằng gì đó. Nice. Em canh ở chỗ đó được. Ủa này nó có lục lỗ trên không? Có lục lỗ trên không? Đây tôi coi đi. Nghe tiếng ở trên rồi, nghe tiếng ở trên. Nó vẫn không lục lỗ. Không. Hai thằng canh luôn á, hai thằng canh. Ôi. Lết vào đi. Này. Thiếu phế và là. Hai thằng nó ngồi trong sai hết luôn á, em. Một thằng ngồi đây nè, em dậy xuống đi, em ngay cái cửa trong sai là nó có một thằng đứng ngay cái cửa luôn á. Rồi một thằng cái đó là một thằng bên đây. Đã chém cái cửa rồi, nó đóng cái cửa lại rồi. Ừ em cứ bắn đi nè, lên spot cho em coi. Hai thằng nó trong nè nè, thôi rồi. Đó anh đục cái cửa cho em rồi đó. Castle nằm cái đó nè, Castle vẫn nằm cái chỗ cũ luôn á Hiếu. Đó, đục cửa đi, vô bắn đi. Trời má, bắn gì không chết. Thôi, để nó cái đầu ra. Nè, Castle nằm đây nè. Thấy rồi. Đứng ngay góc đó em bắn hoài không được luôn á. Má góc chết luôn. Chết hết mẹ rồi, còn đâu vô bắn mình nó đi. Sao gì mà lời. Ủa anh tưởng còn một thằng nữa nhưng mà đâu. Mọi người bắn hết thì thôi vô mẹ đâu cho rồi nó nằm thôi mà nó làm. Một thằng nữa bị thằng kia bắn chết rồi. Nó trên lầu á, nó thằng này mấy đứa ơi. Đi má ngầu vượt cả lời. Không biết có bandit, có gì gà. Có mình. Con gì gọi đứng ngay sau cái cửa đó luôn. Ồ, má. Mất control luôn. Con gì gọi mình vô như đúng rồi đó ta. Má bị mất control luôn rồi. Rồi là nó nổ. À, anh để control ngay cái... Một cái đầu. Thằng đốt nó nổ, đút cái đầu để ngồi sau cái siêu hoài luôn. What the fuck? Chỗ này đặt bom hay gì? Secure hả? I need some help. Vãi cả... Đó, rồi, con nghĩ là tụi này đúng sau. Ủa, nó gắn cái shield đây đỡ bởi cái lời. Ê, nó gắn cái shield đây đỡ bởi lời, tốt bụng dễ sợ. Để mẹ thằng Phil. Thắng mẹ rồi. Đang đi pha trà. Tắt cho biết em có vấn đề sao. Sao tại vì em không có đeo tai nghe á. Nên nó bị Có cam kìa. Ai chưa bắn cam. Đồ nice. Hồi ké rồi. Bích tàu. Ai chưa bắn cam vậy? Cam nằm đâu hết? Bỏ sẵn, bỏ khu phía đầu chưa nữa. Bích tàu. Nó không thèm đục cái hát luôn á. Không đục hát không gì luôn. Ừ, không có đục hát. Không đủ cái hash luôn. Điện. Vô luôn.
Dưới máy swat rồi. Coi chừng nha, huy 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 huy. Một cái bên đây nữa huy. Bắt đầu bên. Hồi đó âm thi bà đang được rồi. Bên đây nữa rồi. Bà đang được luôn đi rồi. Tính ra tụi này nó không biết đồ không biết gì luôn mà. Thì cầm con tin chỉ ra mẻ rồi. Hai kia rồi. Hai kia đúng chưa rồi. The fuck. Ủa seriously, what the fuck? Ủa mấy anh kia đâu chưa rồi? Ủa hai anh kia đâu rồi? Ủa cái gì vậy? Anh cũng đéo hiểu. Dù cái gì easy phải lùm chứ không bên mình không có nào chết vậy. Tục phải. Lầu thôi mà bắn không được. Có mấy cái của bandit rồi. Với lại có camera này nọ. Thatcher đâu, Thatcher, 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 get over here, Thatcher. Để nó quay tâm rồi. Anh à. Ừ. Bắn đi trong xa luôn rồi. Bắn đi ngay đây nè. Frost ngồi trong xa luôn á. Frost trong xa luôn. Frost đằng sau có siêu nè. Đó, một cái đầu. Bắn đi tới chạy ra nè. Chạy ra đâu? Chạy ra chỗ em á hả? Chỗ này nè. Có nếu mà anh lỡ có chết thì em lại bắn nó liền nha. Tại vì nó đứng chờ nãy giờ nè. Tại vì nó phá cái cục mìn của anh nè. Đót luôn rồi, đót cái đây luôn nè. Đót cái đó luôn á. Đót chạy qua hướng đi. Nó canh mình nãy giờ. Căng đét mà muốn quá dữ luôn. Từ từ. Nói gì vô căng quá vậy? Hai hàng trong sai hết luôn á. Sau cái kia á. Thủ ngón đỉnh. Đồ. ông nói hai hàng trong mưa. Trong sai. Hai thằng trong sai. Đã không còn nữa hiếu ạ. Hai thằng trong sai đã không còn nữa hiếu ạ. Hai lắm địch mẹ. Lẹ vừa có lực. Bandit còn nè, Bandit nghe phòng 8 á. Bandit nghe phòng 8 á. Quan ra luôn mà. Quan giải rồi con trai. AK Fire 7. Đúng đẹp. Sau cái anh ông. Trời ơi. Anh ông chơi một bỏ luôn. 150 mấy FPS lại lồn được.
Chứ anh thấy cái skin nó bao mà đẹp luôn. Tính mùa mà mắc á, 150 đô. Giờ anh tặng mấy cái skin cũng bình thường, nói chung chơi cũng được thôi. Thiếu... rồi giờ không có bình đít rồi. Thôi đâu rồi. Nhờ tí. Có miêu. Đang coi giá của mấy cái dao. Hello. Cái cây của anh nói là được 130. Ừ đó, giờ chắc 130 hồi. Hồi anh mua lên cũng 150, 160 thôi. Ôi trời ơi, đây. Má đập cửa sổ hết trơn. Đây đẹp, nhìn sợ cái đây gái. Trời ơi mà. Không, nghe đây nó chưa bị, giờ đây cũng á. Móc nó lao ra ngoài nó bắn. Phúc. Cục chính đúng không? Ở trên á, ở trên đầu á. Đó, mày thấy chỗ trên đầu á, mày thấy chỗ máu không? Chỗ tao chết. Ừ đó. Phúc. Nè, tôi đặt một em cục ở đây. Có cái lỗ. Ở dưới cái hộ hồi đó. Ủa đâu ra vậy? Nhà má bên kìa. Này. Bên phải. Má đứng tính nằm xuống rồi. Nó nửa cây rồi anh, 60, nó còn 60% máu. Nhiều quá. Đục không này. Còn Miu. Miu, nó chết rồi, con. Trời, nó ngồi nó coi troll nghe chứ mạnh luôn. Nó vừa mới hạ con vô cai, bay hẳn lên nóc là anh bắn luôn rồi, đó thấy không. Nó hạ con vô cai luôn. Má lồ lại tỉnh thiệt chứ. Anh vô tới nơi rồi còn ngồi nữa chứ. Coi chừng bẫy nè. Ủa sao mấy bạn căng gì. Có thằng ở đây nè. Điệt ngay. Nghe tiếng nhìn đầu quá, nghe tiếng nhìn đầu. Trên side còn ai không? Có Miu rồi. Còn mỗi một Miu rồi. Đốt luôn. Má thầy thì giờ Pokemon chơi hay lắm mà. Pokemon Go. Camera nè. Con kêu nha. Trời ơi. Con kia hướng ngược lại không à? Nó đâu biết mình đi hướng bên này. Chơi. Có dừng cái cửa sổ này, cửa sổ. Đồ má nó khùng hết ta. Ê, chứ con này nó xài cái mặt nạ mới của Bobby rồi mà. Còn giọng. Mình cũng để hiểu, mình đi nó để đằng kia làm cái gì. Nè, ngay đây có hàng nè, spot cho nè. Đục xuyên luôn em.
Má đục xong đứng chỗ đó đéo hiểu luôn. Sơ gồm mấy mày không ơi. Không chứ không em ơi. Ơi em đừng chết nha, anh yếu máu lắm rồi. Đến rồi cam cái ra. Còn một thằng trong giỏng thôi anh. Ừ em biết rồi nè gì rồi. Ê anh đã bảo là đứng cẩn thận đi quá. Kê kê kê. Nó bị bó rồi đó. Mà đâu có người là thanh niên dám chạy ra bắn em đâu. Nè, nó carry lên tới đây mình luôn. Thằng nó bắn cũng ok đó. Nhưng mà rồ thì tôi nghĩ là nó rồ. Không có nổi bật lắm. Ờ thấy có thằng set go là bắn ngon á. Set go thì mày bắn như hack vậy đủ vậy luôn. Phải ừ cái cách bắn của nó đủ á. Liều quá luôn. Ừ. Bảy nha. Bảy frost nha. Có frost luôn nha, thấy nó đúng đầu hai lần rồi đó. Frost đâu đây nè, Frost đâu đây ngay chỗ ông đứng á. Frost nè, đó đó đồ chỗ đó đó. Frost gục chưa ta? Frost đi ra đó, Frost đi ra đó. Vừa nãy mới thấy con Frost không? Á đù. Frost chưa chết mà ta. Frost đi đây nè, đó. Lộn. Nhìn kia kìa. Tôi sẽ mình giờ đến có chỗ đi ngắm. Má hẹn chỉ cái lỗ thằng Fuse. Nó đục cái lỗ tròn đẹp vãi đồn vậy. Giờ sắp mặt lồ. Này nó không biết spot kill cái kiểu này. Cái lồ từ trong chỗ ra cái chỗ nhắm để bắn nó dễ. Không biết bắn mà. Nó yếu quá. Oh, nice. Bây giờ em đừng có coi cắn nó làm gì, em cứ bắn đi. Ơi, ơi, cậu hay đi lên, cậu hay đi lên. Bạn đi sau lưng, sau cái cổ đó nè. Đó. Ừ, đúng rồi. Woo. Bốn mạng. Bỏ rồi. No, I didn't saw it. Maybe I saw it, but not my eyes, man. Nope. Chết mẹ đó. Lên top rồi. Mon. Cái coi trường ở nhà trên này nè. Hết time rồi giờ sao? Giật bón. Má mạnh đi chơi chung em đừng giúp chế em nha. Ừ biết rồi. Ơi em nhanh chọn một quả ngay bomber được. Đi đâu? Bomber. Giờ rồi. Bắn cam anh luôn rồi, trong sai á. Ê chết mẹ không? Má. Ơi đằng sau lưng anh á, Nice. Má gì cái chân anh bữa. Em thấy chân không? Thấy tưởng má tự nhiên bị chạy ngược lại anh bị cong hay sao? Ờ lỗi vậy cái đấy. Thank you.
khô say lắm được mẹ. Phus bị nứng nữa. À không, anh ấy đã bỏ cái này mà anh ấy đi rồi. Tụi nó tưởng còn, tao cho tao bắn cho sờ bà lờ. Tao tưởng còn đúng rồi đó. Mang này level thấp mà phải không? Nghĩ vậy. Thấy nó em cũng dở. Tụi nó bị lẹ vậy. Anh còn chưa kịp bắn gì mà. Bình tĩnh mấy bạn. Mà rap tụi luôn rồi. Anh còn chưa vô mà, tụi mấy bạn từ từ rồi. Anh còn chưa vô nữa các bạn. Hello, select đi từ từ. Tục. Anh còn chưa kịp làm cái gì. Má đi, má nó quỳ xuống nó đi từ từ. Đó, 4.200. Bốc lửa đi.